Thưa quý vị và các bạn, di tích lịch sử văn hóa tiên động, đền thờ Ngô Quang Bích xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê là một trong số các căn cứ địa, nơi đóng quân, tổ chức huấn luyện và tác chiến của lực lượng, quân và dân ta tham gia cuộc khởi nghĩa do Ngô Quang Bích lãnh đạo chống thực dân Pháp cuối thế kỷ 19. Đây được gọi là căn cứ trung tâm của Ngô Quang Bích khi ông tiến hành cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp trên địa bàn huyện Cẩm Khê. Khu căn cứ tiên động có diện tích khoảng 11 km, cách thị trấn Sông Thao 17 km về phía Tây Bắc, cách thành phố Việt Trì 53 km. Đây là vùng giáp danh giữa ba huyện Cẩm Khê, Hạ Hòa và Yên Lập. Tiên động xưa là một cánh đồng chiêm trũng sình lầy được bao quanh bởi địa hình đồi núi hiểm trở. Có sự thuận tiện về giao thông nên tiên động đáp ứng được các yêu cầu của một căn cứ địa khi đảm bảo được cả khả năng tấn công và phòng thủ. Do đó mà các tướng lĩnh của phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp ở Cẩm Khê đã chọn nơi đây để xây dựng thành căn cứ địa trung tâm. Tại đây, Hồ Quang Bích đã cho xây dựng một hệ thống đồn lũy liên hoàn đảm bảo cho sự phòng thủ và tấn công hợp lý, trở thành căn cứ địa vững chắc của cuộc kháng chiến. Căn cứ đóng trên một gò cao mà nay nhân dân gọi là gò quan đại, tức là gò quan đại thần đóng quân là một địa bàn rộng lớn với nhiều hệ thống đồn lũy được xây dựng. Hiện nay, khu gò đồn, nơi đồn trú tập trung lực lượng mạnh nhất của Nghĩa quân năm 2002, một đền thờ đã được xây dựng lên trên nền miếu cũ trước đây. Người dân lập nên đền thờ Ngô Quang Bích và các tướng lĩnh của cuộc khởi nghĩa này. Trong nhà thờ có đặt tượng Ngô Quang Bích, hai bên có bàn thờ các văn thần, võ tướng. Về kiến trúc tổng thể, nhà được chia làm hai khu, khu a và khu b đền được sử dụng kiến trúc truyền thống với phương pháp xây dựng nhà khung gỗ tường xây gạch kết hợp với vách tường dạng vách lụa trên có các họa tiết trang trí soi hèm hoa văn làm cho không gian nội thất ấm cúng mộc mạc nhưng sâu lắng tính truyền thống dân tộc vật liệu xây dựng được sử dụng vật liệu truyền thống gần gũi với dân và dễ khai thác như gỗ đá gạch và sử dụng các hình thức trang trí cổ truyền như chạm khắc hoa văn trên gỗ đá điện thờ chính được nâng cấp tu bổ dựa trên công trình hiện trạng nhà tế lễ được giữ nguyên tu sửa thay thế những cấu kiện hư hỏng nhà treo bức đại tự di tích lịch sử quốc gia tiên động hai bên cột treo câu đối của tống duy tân một trụ chống trời danh vọng lớn bốn bề dậy đất tiếng quân gian. Thưa quý vị và các bạn, Tiên Động là nơi hội tụ của nhiều văn thân của cả nước đã từng qua đây bàn việc phụ quốc như Tống duy tân, tôn thất thuyết, nguyễn thiện thuật, ngô quang huy, nguyễn cao vân vân và là một căn cứ, là một chiến khu phong trào cần vương chống pháp đầu tiên ở bắc kỳ. Tiên Động có cảnh đẹp của vùng núi đồi xen lẫn đầm ao, sông ngòi và nhiều rừng cọ, đồi trẻ kỳ thú vui mắt là một thắng cảnh vùng Trung Du. Để khẳng định giá trị của căn cứ tiên động và công lao cống hiến của danh nhân Ngô Quang Bích, người có tầm nhìn chiến lược về quân sự, chính trị, ngoại giao, ngày 12 tháng 2 năm 1999, Bộ Văn hóa Thể thao đã ban hành quyết định số 05 QĐ BVHTT về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia đối với căn cứ Tiên Động, Tiên Lương, huyện Cẩm Khê. Căn cứ vào quyết định này, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên Môi trường, Ủy ban Nhân dân xã Tiên Lương lập quy hoạch sử dụng đất cho di tích với tổng diện tích là 1,2 ha, trong đó đã thi công các hạng mục công trình là 1.230 m2, để tưởng nhớ công lao của danh nhân Ngô Quang Bích và Nghĩa Sĩ, cũng như xác định ngày kỷ niệm để tổ chức hoạt động lễ hội. Trong đó, ngày 15 tháng Chạp là ngày mất của danh nhân Ngô Quang Bích, ngày 8 tháng 4 là ngày sinh, ngày 16 tháng 2 năm 2002 được Ủy ban Nhân dân tỉnh và huyện Cẩm Khê cho phép. Lãnh đạo cùng với nhân dân địa phương đã tổ chức sức tượng tướng công Ngô Quang Bích và các nghĩa sĩ về thờ tại đền. Thống nhất lấy ngày 16 tháng 2 hàng năm là ngày tổ chức lễ hội chính tại đền để tiếp tục phát huy giá trị và truyền bá đến đông đảo quần chúng nhân dân về thân thế sự nghiệp của danh nhân Ngô Quang Bích và căn cứ cách mạng của dân tộc Việt Nam thời kỳ chống Pháp, Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Khê đã xây dựng đề án số 1048 ngày 7 tháng 7 năm 2011 về xây dựng và phát triển khu di tích lịch sử tiên động thành điểm du lịch, văn hóa, tín ngưỡng và đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đưa di tích lịch sử văn hóa tiên động xã tiên lương huyện cẩm khê là điểm du lịch văn hóa lịch sử của tỉnh nằm trong tour du lịch đền hùng đền mẫu âu cơ suối khoáng nóng